Mạnh Tiến kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 37 độ. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 37 độ, độ ẩm 61%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 36 độ, độ ẩm 71%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 36 độ, độ ẩm 68%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 37 độ, độ ẩm 68%. Khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 37 độ, độ ẩm 68%. Cảnh báo nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp, trời khô hanh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra chập điện, cháy nổ do quá tải, nguy cơ cháy rừng ở mức độ báo động cao. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0,80 cho đến 0,85 m. Và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, vụ đông xuân 2023-2024, toàn huyện Dương Minh Châu gieo trồng được khoảng 2.000 hectare đậu phộng, tập trung tại hai xã Cầu Khởi và Trung Bích. Các giống đậu phộng chủ yếu được bà con gieo trồng như L14-TK10, năng suất đạt trung bình từ 3,8 đến 4 tấn 1 hectare, cao hơn 0,5 đến 1 tấn 1 hectare so với vụ đông xuân năm ngoái. Giá thu mua đậu phộng hiện nay từ 23.000 đến 24.000 đồng 1 kg. Cây đậu phộng có khả năng thích ứng với nhiều vùng địa lý, sinh thái khác nhau, nhưng có sự thay đổi thích ứng theo chu kỳ và tốc độ sinh trưởng khác nhau. Nhiệt độ trung bình thích hợp cho suốt đời sống cây đậu phộng là khoảng 25 đến 30 độ C và thay đổi theo giai đoạn sinh trưởng của cây. Nhiệt độ trung bình thích hợp cho thời kỳ nảy mầm là từ 25 đến 30 độ C, thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng là từ 20 đến 30 độ C, thời kỳ ra hoa là 24 cho đến 33 độ C. Thời kỳ chính là 25 đến 28 độ C. Đậu phộng thường được xem là một loại cây trồng chịu hạn, nhưng chỉ ở mức tương đối ứng với một thời kỳ sinh trưởng nhất định. Nước chính là nhân tố hạn chế năng suất đậu phộng. Tình trạng nước trong đất ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đậu phộng. Trong điều kiện thiếu nước, rễ sinh trưởng kém, do đó thân lá sinh trưởng kém, hoa ít và quả. Độ ẩm đất trong suốt thời gian sinh trưởng của cây đậu phộng yêu cầu khoảng từ 70 cho đến 80%. Yêu cầu này có cao hơn một chút ở thời kỳ ra hoa, kết quả là 80 đến 85% và giảm ở thời kỳ chính của hạt. Tổng lượng mưa và lượng mưa phân phối trong chu kỳ sinh trưởng của cây đậu phộng từ khi mọc cho đến khi thu hoạch là từ 450 đến 700 mm. Nước ảnh hưởng lớn đến các thời kỳ sinh trưởng, phát triển và năng suất cuối cùng của đậu phộng. Theo một số người dân, trồng đậu phộng không khó, không đòi hỏi kỹ thuật, chỉ cần chăm sóc, bón phân đầy đủ là năng suất đạt cao. Mỗi vụ thường kéo dài khoảng 3 tháng. Trong quá trình chăm sóc, chỉ cần tưới nước ở giai đoạn mới gieo để hạt nảy mầm, thời kỳ trổ hoa và kết trái hạt. Cây đậu phộng ít sâu bệnh hơn so với các loại cây trồng khác nên là đỡ tốn chi phí phòng trừ bệnh. Những ngày này, nông dân trồng đậu phộng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đang tất bật thu hoạch. Vụ đậu phộng năm nay nhờ có giống tốt, áp dụng chặt chẽ các quy trình theo gieo trồng, chăm sóc nên năng suất đạt khá cao, giá bán ổn định. Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Cầu Khởi bắt đầu chuyển đổi trồng đậu phộng theo hình thức luân canh với lúa, bắp, dưa, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và thời tiết của địa phương, mang lại nguồn thu nhập cao, phát triển kinh tế hộ gia đình. Quý vị thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.